Trong tập phim trước, chúng tôi đã giới thiệu sơ nét về thành phố cực nam của bang California, Hoa Kỳ. Một thành phố cảng không chỉ nổi tiếng như một điểm đến thu hút khách du lịch khắp nơi, một thành phố đáng sống, mà nó còn là nơi chứa đựng một phần lịch sử quân đội Hoa Kỳ. Đây là nơi neo đậu và được xem là nơi an nghỉ cuối cùng của cỗ máy chiến tranh tối tân nhất thế giới hồi nửa thế kỷ 20, thành viên của hạm đội Thái Bình Dương thuộc quân đội Hoa Kỳ. Trên thế giới, rất ít quốc gia sở hữu tàu sân bay và thường thì những gì tương tự chắc chắn đều thuộc về bí mật quốc phòng. Thế nhưng tại Mỹ, một hàng không mẫu hạm thuộc loại tối tân và lớn nhất thế kỷ 20, một thành viên từng thuộc biên chế của hạm đội Thái Bình Dương, niềm tự hào của quân đội Mỹ, đã trở thành điểm tham quan cho hơn 1 triệu du khách mỗi năm, gọi là bảo tàng hàng không mẫu hạm USS Midway. Tàu sân bay USS Midway được neo đậu tại vịnh San Diego, nằm trong chuỗi điểm đến cho khách du lịch khi đến thành phố này. Khi đến Hoa Kỳ để bắt đầu chuyến công tác cũng là vào dịp cuối tuần. Vì vậy, chúng tôi có dịp hòa cùng đoàn khách du lịch trải nghiệm con tàu khủng và rất đặc biệt này. Hơn 30 năm trước, ngoài hơn 4.500 thành viên của thủy thủ đoàn, thì số người quan trọng được bước lên tàu này chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng ngày nay, chỉ cần bỏ ra $26 tiền vé là chúng tôi có thể đường quang bước lên hàng không mẫu hạm nổi tiếng USS Midway. Sau hơn 50 năm tung hoành ngang dọc trên khắp các chiến trường từ Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và tham gia hầu hết các chiến dịch nổi tiếng của thế giới, giờ đã hết thời oanh liệt, chiến hạm dị hưu này đã trở thành một sản phẩm du lịch và vẫn đem lại cho nước Mỹ $15 triệu mỗi năm. Một cách làm du lịch rặt theo kiểu Mỹ. Nếu như nhìn từ xa, con tàu có chiều dài 300 mét này đã choán một không gian khá lớn tại khu vực vịnh San Diego, thì khi bước vào bên trong, chúng tôi đã thật sự choáng ngợp với những gì một thời thuộc sở hữu của một đội quân được xem là được trang bị tối tân nhất thế giới. Nhiều máy bay từng hoạt động trên tàu này đã được giữ lại ở vị trí cũ, cùng vô số thiết bị quân sự đi kèm, khiến cho không gian bên trong con tàu vừa mang dáng dấp là một bảo tàng, vừa là một căn cứ quân sự khổng lồ đang hoạt động. Bất giác chúng tôi nghĩ, rất có thể trong số những oanh tạc cơ này có những chiếc đã từng tham gia vào các cuộc oanh kích, vào các làng mạc thân yêu của chúng ta trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Chỉ riêng khu tầng 3, diện tích đã có hơn 1 hecta. Ở đây, ngoài chứa hàng chục máy bay, các mô hình, các thiết bị kỹ thuật, vũ khí, thì khu vực này còn có cả nhà hàng và các dịch vụ khác để phục vụ khách du lịch. Khi thiết kế tàu sân bay này, người ta trang bị tất cả 137 máy bay các loại vào năm 1942. Tuy nhiên, trong thực tế, trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên, tàu có 100 máy bay, và khi các thế hệ máy bay hiện đại hơn như trong chiến tranh Việt Nam, thì USS Midway có 65 máy bay các loại. Sau nửa giờ tại tầng 3 con tàu, chúng tôi bắt đầu trải nghiệm một khu vực quan trọng nhất của tàu sân bay, đó là sân thượng, cũng là đường băng để cất hạ cánh máy bay trên hàng không mẫu hạm. Trên mặt đường băng này, từng có hàng ngàn lượt cất hạ cánh với không biết bao nhiêu phi vụ của hàng chục loại chiến đấu cơ trong rất nhiều cuộc chiến kể từ sau Thế chiến thứ hai. Với thiết kế của một sân bay quân sự, nhưng nó hoạt động trên mặt biển và có thể di chuyển với tốc độ lên đến 33 hải lý, tức là 61 km/h. Có thể nói đó là phương tiện chiến tranh lớn nhất di chuyển trên mặt biển lúc bấy giờ. Sàn cất hạ cánh chỉ giữ lại những gì tượng trưng, nhưng cũng đủ khiến người ta choáng ngợp bởi chỉ vì phục vụ cho chiến tranh, con người ta có thể tự hào đổ ra không biết bao nhiêu là tiền của để chế tạo ra cỗ máy giết chóc khổng lồ này. Theo thiết kế tàu USS Midway, có tải trọng là 45.000 tấn, trở thành bộ máy khổng lồ trên biển với thủy thủ đoàn lên đến 4.500 người. Tàu trang bị đai giáp dày đến 190 ly, trong khi mặt sàn cũng thiết kế với độ dày lên đến 89 ly.
tàu trang bị động cơ có công suất lên đến 212.000 mã lực, cùng hàng loạt vũ khí gồm 18 khẩu pháo 127 ly, 21 khẩu đội 4 nòng 40 ly và 28 khẩu pháo Oerlikon 20 ly. Tên của tàu sân bay USS này được lấy từ tên một hòn đảo san hô ở Thái Bình Dương là Midway, một nơi đã diễn ra trận hải chiến lừng danh của Hải quân Mỹ. Với sự thất bại của phát xít Nhật, trong trận Midway đã giúp Mỹ và Anh tập trung vào đối phó với Đức và tạo nên bước ngoặt cho Thế chiến thứ hai. Tàu được đóng vào năm 1942 và được hạ thủy vào ngày 20 tháng 3 năm 1945. Tức là dù tên của nó gắn với một trận hải chiến hồi đệ nhị thế chiến và là con tàu hiện đại nhất lúc bấy giờ, nhưng nó không tham gia vào chiến tranh thế giới thứ hai. Năm 1965, những chiếc máy bay ném bom cánh quạt A-1H cất cánh từ chính tàu sân bay này đã mở màn cho cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam. Ngày đó, chiếc USS Midway này từng là mục tiêu đánh cảm tử của các phi công trung đoàn 923 không quân ta khi nó neo đậu dưới vị tuyến 17, một cự ly mà các máy bay của ta ngày đó không thể bay tới. Chỉ thi thoảng mới tiến gần về phía Hà Nội trong những trận oanh kích quy mô lớn. Tuy nhiên, từ sau khi các phi công ta chuẩn bị cho một trận đánh cảm tử, thì tàu Midway không lần nào tiến lên gần tầm bay của MiG-17 Việt Nam, nên đã không có cuộc tấn công cảm tử nào xảy ra với nó. Năm 1972, hàng không mẫu hạm USS Midway tham gia vào biên chế của hạm đội 7, tiếp tục hoạt động ở khu vực Tây Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam. Máy bay trên căn cứ không quân di động này đã cất cánh hàng ngàn phi vụ mang theo hàng vạn tấn bom thả xuống miền Bắc Việt Nam trong năm 1972. Trong suốt quá trình tham gia chiến tranh tại Việt Nam, máy bay trên tàu USS Midway đã thực hiện tổng cộng 11.900 phi vụ tấn công. Ngoài việc triển khai máy bay chiến đấu, tàu sân bay này còn rải mìn tại các khu vực cửa biển tại miền Bắc Việt Nam. Cũng chính sức mạnh quỷ diệt từ cỗ máy chiến tranh khổng lồ này cùng với lực lượng hải quân, không quân hùng hậu lăm le ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ mà năm 1972, người Mỹ đã quên quang tuyên bố sẽ cho Hà Nội trở lại thời kỳ đồ đá. Nhưng cũng chỉ trong 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972, quân và dân ta đã bắn rơi 81 máy bay các loại, gồm 34 chiếc B-52, 5 chiếc F-111A, 21 chiếc F-4CE, 4 chiếc A-6A, 12 chiếc A-7, 1 chiếc F-105D, 2 chiếc RA-5C, 1 chiếc trực thăng HH-53, 1 chiếc trinh sát không người lái 147SC, bắt sống và diệt nhiều giặc lái. Và chắc chắn trong số đó, ngoại trừ những pháo đài B-52, thì phần lớn là những phi cơ xuất phát từ sàn sân bay đầy kiêu hãnh này đã phải ở lại chiến trường Bắc Việt Nam mãi mãi. Nhưng cho dù đây có là hàng không mẫu hạm, được xem là niềm tự hào của quân đội Hoa Kỳ, tham gia nhiều chiến dịch lừng danh, thì trước cuộc tiến quân như vũ bão của quân giải phóng vào mùa xuân năm 1975, cỗ máy chiến tranh khổng lồ này cũng buộc phải dẹp bỏ niềm kiêu hãnh, thực hiện một nhiệm vụ không lấy gì đáng hãnh diện. Đó là neo đậu ở ngoài khơi hải phận quốc tế để đón đoàn quân thất bại trở về từ Sài Gòn qua đường không dẫn. Năm 1991, tàu USS Midway tham gia chiến dịch Con cáo sa mạc trong cuộc chiến tranh Iraq. Và đó cũng là chiến dịch cuối cùng của tàu sân bay hiện đại đầu tiên của Mỹ, khi nó chính thức ngưng hoạt động vào ngày 11 tháng 4 năm 1992, sau 50 năm ra đời. Trên boong tàu, bên cạnh những phương tiện chiến đấu còn trưng bày, chúng tôi bắt gặp một vài cựu quân nhân Mỹ, những người cùng với chiến hạm này đã từng tham chiến trực tiếp tại Việt Nam. Và thật bất ngờ, người quân nhân già đã bất giác không cầm được nước mắt khi biết chúng tôi đến từ chiến trường xưa, những người rất có thể là nạn nhân trực tiếp của họ. Có lẽ thời gian trôi qua đã lâu, cả ông và con tàu này đều đã giả từ binh nghiệp, hiện đang tận hưởng tuổi già trong yên bình, thì sự xuất hiện bất ngờ của chúng tôi trên con tàu này khiến quá khứ đầy những đau thương đã bất chợt ùa về.
Tuy nhiên, xung quanh chiếc USS Midway này không chỉ toàn những chuyện giết chóc, chiến tranh, thù hận, mà còn có những câu chuyện đầy tính nhân gian khác. Chuyện kể rằng, khi làm nhiệm vụ đón những đoàn quân bại trận của cuộc di tản tán loạn vào năm 1975, trong hàng loạt những máy bay đưa người ra tàu, có một chiếc Cessna L-19, một loại máy bay trinh sát cỡ nhỏ, xin đáp khẩn cấp xuống tàu. Chỉ huy tàu thông báo loại máy bay này chỉ có thể đáp xuống biển và tàu sẽ tổ chức cứu hộ. Nhưng người phi công quân đội Sài Gòn trên chiếc L-19 thông báo rằng máy bay đã sắp hết xăng và trên máy bay lại có vợ anh ta và bốn con nhỏ. Sau khi chờ đợi thượng cấp ra lệnh quá lâu, khả năng các trẻ nhỏ rơi xuống biển do chiếc L-19 hết xăng đến thật gần. Trong tình huống khẩn cấp đó, người thuyền trưởng đã có một quyết định có 102 là tự chịu trách nhiệm chứ không chờ lệnh thượng cấp nữa. Ông ra lệnh cho nhân viên sân bay xô một số máy bay trên tàu rơi xuống biển, dọn đường băng cho chiếc L-19. Và điều kỳ diệu đã đến để rồi trở thành câu chuyện đầy tình người liên quan đến chiếc hàng không mẫu hạm này. Chiếc máy bay di tản sau đó đã đáp thành công xuống đường băng, đưa cả gia đình có nhiều trẻ em xuống tàu an toàn. Nếu như trên đường băng mọi thứ đều hoành tráng đến bất ngờ, thì trong khoang tàu quả thật là một mê cung, đủ để con người có thể sống được bên trong một cỗ máy khổng lồ. Người ta đã thiết kế cả một đô thị hiện đại nhất, tiện nghi nhất cho hơn 4.000 người có thể sinh hoạt và làm việc như một xã hội thực thụ trong suốt nhiều tháng trời trên biển. Sau gần 30 năm xuất ngũ, con tàu dường như vẫn còn đang hoạt động, khi tiếng loa dường như vẫn phát ra những đoạn thoại tác chiến đầy khẩn trương, khiến du khách không khỏi bồn chồn, như thể chiến sự vẫn đang diễn ra ở đâu đây. Khác xa với thời đại kỹ thuật số, 80 năm trước, để vận hành cỗ máy khổng lồ làm hai nhiệm vụ một lúc là một tàu chiến và một sân bay quân sự trên biển, đòi hỏi tàu phải trang bị một hệ thống điện, cơ khí và truyền tin cực kỳ phức tạp và cồng kềnh. Ngoài ra, để đảm bảo đời sống, sức khỏe, giải trí, làm việc của hơn 4.000 người dưới tàu, thì các tiện nghi về hậu cần như bệnh viện, nhà bếp, nhà ăn, khu chơi thể thao, thậm chí là nhà thờ cũng được tích hợp đầy đủ trong cỗ máy này. Có thể nói chúng tôi chưa từng trải nghiệm nơi nào đặc biệt như trên hàng không mẫu hạm USS Midway, một trong những thiết bị quân sự lớn nhất trong lịch sử chiến tranh của nhân loại, mà đặc biệt nó còn chứa đựng một phần lịch sử của chiến tranh Việt Nam trong đó. Ngay bên cạnh nơi an nghỉ của chiến hạm khổng lồ này là bức tượng rất đẹp có tên là Nụ Hôn Thủy Thủ. Bức tượng được nhiều người chiêm ngưỡng sau khi tham quan tàu USS Midway, là của nhà điêu khắc lừng danh thế giới Steve Johnson. Ông lấy cảm hứng từ bức ảnh có tên là Ngày Chiến Thắng Nhật Bản Trên Quảng Trường Thời Đại của nhà nhiếp ảnh Andres Essenti. Bức ảnh được chụp vào ngày 14 tháng 8 năm 1945, khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc. Hầu hết các thành phố trên đất nước Mỹ đều tổ chức lễ mừng chiến thắng. Tại thành phố New York, trước quảng trường thời đại, người ta đổ xô đi dự lễ. Và trong niềm vui chiến thắng, một người lính hải quân tung tăng chân sáo trên đường phố đã hôn một cô y tá không quen biết. Hình ảnh đó tình cờ lọt vào khung hình của Andres để trở thành bức ảnh đẹp nhất về chiến tranh. Có thể nói người ta đã rất tinh tế khi đặt bức tượng rất lãng mạn này bên cạnh một cỗ máy chiến tranh khét tiếng như hàng không mẫu hạm USS Midway. Nó không chỉ mang biểu tượng của khát vọng tự do và thanh bình, mà còn gợi lên niềm khát khao tình yêu và hạnh phúc. Hình ảnh ngọt ngào của bức tượng đủ sức cân bằng và xóa đi những cảm xúc căng thẳng của du khách sau khi trải nghiệm trên cỗ máy chiến tranh khổng lồ bên cạnh. Và tất cả những gì ấn tượng bên vịnh San Diego đã cho chúng tôi một thông điệp rằng, cho dù sức mạnh vũ lực có lớn đến đâu, thì thời tung hoành ngang dọc cũng sẽ qua đi. Chỉ có tình yêu thương giữa con người với con người mới là giá trị vĩnh cửu.